Chào cả nhà nha, bữa nay mình ăn đậu phộng rang nha cả nhà. Cái này bữa nay là người anh mình rang, mình chỉ có việc quay thôi nha. Đậu rộng, đậu phộng mới mình rang, rang cho chín luôn nha cả nhà. Chín xong rồi cái anh để nước mắm. Đây, anh để nước mắm nè. Cái này anh mua 20.000 đậu phộng đây. Anh để 3 giá nước mắm, ảnh cũng theo công thức của ảnh đó nha. Rồi 3 giá nước mắm, anh cho vừa ăn đó cả nhà. Ba muỗng chứ không phải ba giá nha, ba giá quốc mặn lè luôn cả, ba muỗng nhỏ. Rồi giờ bỏ lên bếp ảnh gan cho nó gáo lên là cả nhà, ảnh gan cho gáo lại luôn. Một hồi nó gáo cái nó bóng nha, nó lên lên trắng nha cả nhà. Ảnh làm kiểu này thì nó ảnh gan nó trắng nè cả nhà nó. Kiểu này thì đó giờ mình ăn không mà mình không biết, nay thấy mình thấy ảnh làm vậy nè. Nhà mình có ai ăn kiểu này chưa? Đây nè, mặn mặn nha, mà ảnh bỏ thêm dầu nữa cả nhà, ảnh gan cho nó gáo trắng luôn á cả nhà. Vậy là mình ăn được rồi, nhưng mà miễn mà ăn vậy thì chưa có béo nha, ăn vậy chỉ có mặn thôi à. Béo của đậu phộng thôi, gan cho khô lên trắng luôn á cả nhà. Rồi đây anh chế dầu vô nè. Anh cũng bỏ, hồi nãy bỏ nhiêu nước mắm thì giờ cũng bao nhiêu dầu luôn cả nhà. Ba muỗng nhỏ nè, ba muỗng canh nhỏ nha. Rồi giờ anh sấy lên cho nó gáo nữa, sấy cho nó gáo luôn á cả nhà. Làm theo ảnh thì hơi lâu mà thấy ăn nó ngon á cả nhà. Nhà mình có ai làm thử không? Chưa có làm thì làm thử đi cả nhà, ăn cũng ngon lắm ạ. Cái này mình ăn chung với cơm được nha cả nhà. Còn cái này lạ nè cả nhà, ảnh gan xong cái ảnh nói là gan xong là ảnh bỏ vô hũ luôn à. Hũ thủy tinh của mình đó nha, ảnh nói vậy cho nó giòn mà không có cần để nguội nha cả nhà. Ảnh gan xong là ảnh bỏ vô hũ luôn à. Cái này mình gan cho gáo mình để vô nha cả nhà. Đây nè, anh xớt vô hũ luôn á, không có đừng để nguội nha cả nhà. Anh nói để vậy sẽ giòn nhiều hơn, còn mình để nguội mình bỏ vô thì nó không giòn bằng. Cái này gọi như anh ủ, anh nói là ủ. Nhà mình có ai có từng làm cái kiểu này chưa? Anh nói giòn lắm. Rồi cảm ơn cả nhà đã theo dõi nha, hẹn cả nhà ở video sau nha, chào cả nhà.